Wow. Con cá mú biệp. Oh, chú chàng ngon quá, ngon con chú chị. Con cá mú biệp. Con cá này cũng tầm tầm cỡ nửa ký á cô chú anh chị à. Nó rất là đẹp luôn. Thấy chưa, nó cong đuôi đẹp ghê chưa. Dạ giờ mấy chú cháu xúm xích kéo thúng lên rồi chạy đi biển của chú anh chị. Giờ tới điểm câu rồi cả nhà, giờ hải ra bỏ thúng chỗ đây cho mấy anh em câu. Dạ giờ mấy anh em cũng lấy đồ lấy đạc đầy đủ hết rồi cô chú anh chị, giờ mấy anh em sửa soạn chuẩn bị câu. Thúng này là thúng của anh Được Mập của chú anh chị đó, bén không, bén ca bén ca bén ca rồi. Cái gì này, có muốn mà có dọc đây, thấy hai tay kéo nhanh chứ bộ. Thúng đầu ngay đây là thúng của chú Tám của chú anh chị đó, cách quảng 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 về ở câu đó, thúng chú Tám nè. Có rứt rỉ vậy chưa chú Tám, chưa rứt rỉ hết hả, ý là máu máu có nói câu hả? Nước diêm ngon ra hơn chú Tám ha. Tưa à, tưa tưa chút nữa nó mới chảy lên. Mà ngày qua nó chảy ra xuống chứ. Đây là quang cảnh của chú Tám câu cá của chú anh chị. Mấy năm rạng đây là cá ghê không? Nó cá có cá tùm lum mà chứ không phải cá mú không đâu. Nó có cá phèn, nó có dập xanh, nó có tò hỏ, nó có bánh cấp. Mà bây giờ lại ít lắm. Giờ nó còn mặc cá mú không có thôi à. Cá dập của đồ cũng thưa của chú anh chị. Nãy giờ chú Tám mà nó nãy giờ chưa rứt rỉ hết tội. Dạ thôi câu nha chú Tám. Dạ. Dạ giờ chạy xe xe ra một chút rồi neo câu của chú anh chị. Dạ ụt cũng mới neo dầm neo đầu tiên đây cô chú anh chị. Dạ ngày mới ụt cũng xin xin mến chúc cô chú anh chị em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe và nhiều điều may mắn tốt lành. Dạ giờ ụt về sau để mà sửa soạn câu bữa nay thành quả nó như thế nào để gửi hình tới cho cô chú anh chị em xem và nhớ ủng hộ cho ụt nha. Tại vì cái kênh của ụt nói về nghề biển, nhưng mà cái kênh của ụt là nghề biển là nhỏ nhất trong các kênh của chú anh chị. Tại vì ụt đi câu mưu sinh kiếm sống, đi ghi nghề nhỏ, đi câu lọng lọng á, thì năm thở mười thì nó mới được con cá lớn.
cho nên nhiều video cũng không có thấy nó hấp dẫn bao nhiêu. Nhưng mà cũng nhờ sự tình thương mến thương của cả nhà, của cô chú anh chị em mà thương mà xem ủng hộ cho ột thì ột cũng rất là mừng. Dạ giờ ột cũng xin nói lời cảm ơn tới cô chú anh chị em đã mến ột và xem video ủng hộ ột. Dạ giờ mời tiếp, ột đã hốt ra chuẩn bị hết cô chú anh chị. Giờ ột sẽ móc hai con mờ đầu tiên của ngày mới. Hai con mờ đầu tiên. Dạ cầu mong sao cho bữa nay được may mắn. 4 chú cháu cầu đây cô chú anh chị. Nghe ông được mập, ông nói được 3 con. Tàu táo dập xanh dập ta vậy. Con cá đầu tiên của chú anh chị. Cá đầu tiên đây chắc cũng nhỏ à, nghi là con cá dập ta quá. Con dập ta ha. Con thứ hai, con cá gì đây cũng nặng tay cô chú anh chị. Cá giờ thấy cũng nặng à. Biết cá gì đây. Nó không có chạy, có khu, có gặp gì hết tội. Bò da không ta? Bò da sao? Wow, chú cha. Ồ, quá ngon, có chốn chạy. Còn đây thôi, chứ nói gì nữa, con cá tắc kì. Cá tắc kì chà bá luôn, có chốn chạy. Con đây mà nướng mà nhậu cho là hết sảy luôn à. Cá đây người mấy ông nhậu ha, nói chung là mấy người nhậu là thường săn cá đây không có chú anh chị. Tắc kìa đây là nướng nó rất là thơm luôn. Ồ nó xì cánh ra nè. Lâu lâu mới được một con chứ cũng gây có các tắc kìa đây không có chú anh chị. Xì cánh ra. Kêu nữa. Dạ giờ hết ăn rồi của chú anh chị. Dầm số mai được con cá tắc kìa với lượng con cá dập ta. Sáng giờ mới thấy mặt con cá mú cô chú anh chị. Wow. Con cá mú biệp. Chú cha ngon quá, ngon của chú chị. Con cá mú biệp. Con cá này cũng tầm cỡ nửa ký á cô chú anh chị à. Nó rất là đẹp luôn. Thấy chưa, nó cong đuôi đẹp ghê chưa. Con cá đó ột kiếm chắc cũng cỡ 60-70 ngàn à cô chú anh chị. Cỡ 60-70 á con cá đó. Thank you.
con mú con mánh cấp của chú anh chị. Con mánh cấp này. Đây cũng còn cá mú luôn à, cô chú anh chị. Còn cá mú đắt lớn nè. Hai con quá là ngon luôn cô chú anh chị. Hai con mú đất lớn. Cá lớn lớn ngon ghê cô chú anh chị à. Con bánh cấp, con muốn mau của chú anh chị. Con bánh cấp lớn, còn lại con muốn mau. Cá mú của chú anh chị. Tục con cá mú nữa. Thank you.
hai con. Dạ giờ kéo câu đi vớt thúng vô cô chú anh chị. Ngày này cũng hết giờ câu rồi. Ồ, bé một con nữa. Cuối cùng cũng được một con nữa. Còn có mún nữa cô chú anh chị. Mấy cái tháng này là câu là nhờ cá mú à cô chú anh chị. Cho nên ít có cá lạc giặt không. Dầm cuối cùng ụt được cũng được gần ký cá mú á cô chú anh chị. Gần ký cá mú á, dài con cá chân cổ, con cá dợp. Dạ số lượng cá như đây chắc cũng về ngày hôm qua cô chú anh chị. Về ngày hôm qua. Hay là nhít hơn chút. Tại vì bữa nay nó cá mú nhiều hơn. Mà số lượng cá thì nó bằng á. Mà nhờ cá mú. Dạ ông xin phép đậy nắp thùng lại rồi đi vớt thúng cô chú anh chị. Được 5 con hả chú Tám? Dạ, cá lớn không? Hay hở chú Tám này hay ghê ha. Kia nọ được 5 6 xị vậy không? Được. Hả? Được. Cái kia nọ bữa nay kiếm ăn được không? Được, kiếm 5 6 xị á. Hay hở. Còn được mập lợn ham đâu? À, đi vô mùi tao. Bữa nào vô mùi trong đó không ơi? Hay ông vô trong đó. Cho con thú mới không hả? Thú gì bố con đi với hai ông đi với tay luôn mà thú gì? Để con cá cắt kìa là vàng cá mú lại nấu ăn không biết. Đừng con cắt kìa, con nổ cũ con cá đóng để lại luôn. Câu vô đâu? Để tao dịp 50 ngàn cá mú rồi. Dạ. Đâu có tổ. Con mú biệt á. Coi con mú màu á. Thì bự á. Đã. Nước nướng ăn. Nước em đã. Mai một cái hai cái chất rồi. Dùng làm.
xong. Chết của nồi câu cô chú chị. Thử được bao nhiêu anh nộp qua bên đây được bao nhiêu tiền? 300, 400, 500, 600, 700, 800.
888 5000 cho chú anh chị. Để lột câu được ha. 45 6 7 8 888 5000. Chị em rè mình lột con này câu được là 888 5000 cho chú anh chị. Giờ biết dọn dẹp sạch sẽ đi giờ. Giờ biết cũng cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi video ủng hộ cho anh ột. Giờ bây giờ nó cơm ăn cô chú anh chị. Giờ này cũng 5 giờ rưỡi còn sớm á. Giờ bye bye cô chú anh chị nha. Để số lượng cá này để ăn này cô chú á, cô chú anh chị, con cá tắc kè lớn nè. Rồi để nướng nè. Rồi là con bò da để nướng. Hai con cá mú để nấu chua, bây giờ ột nấu chua và nướng. Và một con cá bánh cắp nè. Con cá bánh cắp để chiên cho su. Đó. Dạ giờ ột sẽ tiến hành làm số cá này cô chú anh chị. Dạ số lượng cá ột đã làm xong hết rồi cô chú anh chị. Rồi đàn ông rồi làm. Nó hơi bề bộn một chút nha cô chú anh chị. Cắt ra được 4 khúc cá mú. 4 khúc là gia đình ột ăn dư sức á. Con cá kia con bò da nữa nè. Lần con cá đây là để chiên cho con chó su. À, dạ giờ ột sẽ sai con nó qua nó mua đồ nấu chua á. Dạ thằng con tay nó mới mua 5000 đồ nấu chua về đây cô chú anh chị. Một khúc bạc hà, một tái đậu bắp, một miếng thơm, một giấc mi, ba tái cà chua. À, cà chua thì ột thường nói là cà ung thôi cô chú anh chị, hồi nhỏ giờ là kêu bằng cà ung thôi, chứ thật sự mình nói cà chua cho dễ hiểu ấy. À, ba tái cà chua, là ý quế, hành ý là quế cô chú anh chị. Giờ ột sẽ rửa sạch những đồ nêm đồ nấu này á. Dạ đồ nêm đồ nấu ột đã làm rửa sạch sẽ cô chú anh chị. Đây là cà thơm lợ me để ột tao chút dầu. Còn đây là hành ý lợ bạc hà với lợ hai tái đậu bắp mà nãy nó sót một tái, ột tưởng nó có một tái chứ thật sự là hai tái đậu bắp. Đây để mình sắc mình nêm sâu lúc mà cá nó chín. Dạ còn đây là hành củ với lợ ớt rồi ột đâm, lát nữa mình đổ vô sâu, đổ nước rồi vô tao dầu xong mình đổ nước rồi đổ cái hành củ này tán đổ vô luôn đó, đâm giả cái củ này vô. Dạ, chờ dầu cho nó tới dầu rồi ột sẽ bỏ cà thơm me vô tao của chú anh chị. Tu cha. Cho nó ra nước cà, nước thơm rồi nè, cho nó ngọt nước của chú anh chị. Vậy mà nó ra mấy cái màu đây. Dòm tông nào canh nó vàng vàng đẹp không nha. Đó. Dạ nhiều nước đây là đủ á cô chú anh chị. Chứ nhiều nước quá mà cá ít thì nó cũng bị lẹt. Mà ít nước quá thì nó sắc nước thì cũng không ngon. Dạ như đây vừa đủ á. Dạ chờ nước sơ đàng hoàng xong ột sẽ bỏ cá vô cô chú anh chị. Bây giờ nước đã sơ. Dạ ột sẽ tiến hành là bỏ cá vô cô chú anh chị. Rất hấp dẫn luôn. Cá mớ câu vô cá rất là săn thịt. Rất là tư và săn thịt luôn cô chú anh chị. Dầm khúc cá là thấy biết ngon rồi ha. Cá muốn ngon gì cũng lớn con lắm nha. Dạ tổng cộng là 4 khúc, 4 thành viên.
Đó. Dạ như vậy là cá đã chín rồi cô chú anh chị. Thịt cá rất là trắng và săn luôn. Cá tư ở con cá tư mình nấu cái thịt của nó săn, nó thục vô lại nha cô chú anh chị. Hồi nãy ột dĩa thử coi thử nó chín chưa nè. Khúc cá rất ngon luôn. Thịt nó con cá tư là mình nấu lên là cái thịt nó thục vô lại nha. Nó săn cứng, nó bó, nó thục cái thịt nó vô lại. Đó, giờ ột sẽ nêm. Ột sẽ cho một chút muối, chút bột ngọt, chút đường. Đáng lẽ hồi đó là nêm bột ngọt không mà cô chú anh chị, chứ không có nêm đường. Mà sau này là nghe nói bột ngọt đồ mình nêm ăn nhiều không có tốt á. Cho nên là mình bỏ vô một chút đường là mình giật bột ngọt lại. Dạ cuối cùng của nồi chua hôm nay là đồ nêm cô chú anh chị. Đồ nêm ột cũng cắt nhỏ nhỏ hết rồi. Dạ nó tao dầu nó có chất mỡ dầu là chất cà thơm á, nó ra vàng vàng thì cũng đẹp cô chú anh chị. Rồi xong, hoàn thành. Giờ ột sẽ đậy nắp lại. Giờ ột sẽ ra tiến hành bỏ lửa than nướng con cá tắc kè với lại con cá bò da cô chú anh chị. Dạ giờ bé cũng đã bán cá về luôn cô chú anh chị. Sâu hồi xưa nấu dưới ghe là không có ngon, mà người ta nhúm bằng dầu, dầu mà không phải dầu lửa mà dầu chạy máy của chú anh chị. Dầu hồi đó cái bằng dầu giòn, cái dầu của nó là dầu diesel. Rồi mình nhúm như vậy này, mình lấy to mình nhúm lại, to nó cháy hết. Còn to khi mà mình nhúm lửa thì mình lấy một nắm to dưới lò mình nhúm cho nó cứng lại, mình chế dầu vô to, rồi mình lấy dầu giòn mình nhúm làm chế dầu giòn vô to, rồi mình chắc than mình bật quẹt lên. Quá wow, vậy là to mình dùng cục lại, mình đổ dầu vô dùng cục lại vô, mình nhúm cái tay cho bóp cho nó chặt to lại, đầu cái mình đổ dầu giòn vô. Mình vậy nhúm, hả chứ không có ngon. Lần đầu tiên em biết luôn á. Không có nấu ngon. Ở đây cũng lần đầu tiên biết luôn á cả nhà. Tại hầu giờ cứ nghĩ là mình đổ dầu vô than rồi mình bật lửa lên rồi hả? Còn mình nhúm to lại, mình lấy cái tay mình nhúm lại, mình nhúm cho nó cứng. Vậy lại là mình dắt dắt to lại cho nó chặt. Rồi, cho nó chặt rồi mình chế dầu vô to á. Vậy cũng hay hơn. Rồi bắt đầu cái mình chắc than xung quanh, xong bắt đầu cái mình bật quẹt lên nó cháy dài á. Nhờ mình nhúm to lại nó chặt á. Rồi nó hút dầu vô. Rồi mình bật lên nó cháy dài á mình. Cá nó dài hơn cái lò luôn á. Con cá này mình nướng rất là thơm cô chú anh chị. Con cá này mà mình nướng hay mà ai mà đi ở dưới gió hay cách khoảng mấy chục mét á, mà nghe cái mùi con cá này là người ta biết là cái con cá này nướng cô chú anh chị. Ví dụ như người ta đã biết qua rồi á, những người chưa biết con cá này thì sao mà biết được con cá gì? Mỹ là những người dân biển mà biết qua con cá này rồi á, thì mình nướng nó có cái mùi thơm của nó là không bao giờ mà lẫn vào đâu được. Người ta sẽ biết con cá tắc kè nướng lên của chú anh chị. Ủa cái thịt nó săn trắng bóc đã ra nè. Cái nhiều mỡ xuống phật lửa luôn của chú anh chị. Nó béo, nó nhiều nhiều cái chất mỡ của nó xuống nó phật lửa luôn à. Dạ như vậy là chín rồi cả nhà. Vô ăn cơm, giờ này cũng đói bụng rồi, giờ này cũng 6 giờ mấy, gần 7 giờ rồi cô chú anh chị. Đó là canh chua, coi thử bữa nay chồng nấu thử thử ăn ngon không. Lật sao con mắc cỡ chứ con, thanh niên mắc cỡ gì. Dạ, giờ gia đình ột, giờ ăn cơm cả nhà. Giờ này là 7 giờ rồi, sàng qua sàng lại thời gian qua rất là nhanh luôn. Dạ sẵn bữa ột cũng xin mời cô chú anh chị em ăn cơm cùng gia đình ột. Gia đình ột có tổng cộng là 4 thành viên mà đứa con gái thì nó cũng ngại lên hình thì cô chú anh chị em cũng thông cảm cho nó nha. Dạ đây là thịt con cá tắc kè này, rất là trắng, rất là ngon luôn. Dạ ột xin mời cả nhà
giờ mà hai mẹ con ăn ngay. Dạ mời ông bà cô chú anh chị ăn cơm. Được rồi con. Dạ tại vì con nó ngại rồi mấy đứa nó nhát rồi cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị ăn cơm cùng gia đình của bí và anh ột luôn. Rồi ăn ăn tự nhiên đi con. Cá tắc kè rất là ngọt luôn, ăn cái thịt nó dai ngọt, thơm ngon, còn cá mú à. Nhà ột ăn rất là mặn luôn, coi cái số lượng mắm nào của chú anh chị. Ăn mặn lắm, thịt cá này rất là tắn nè, từ cái thịt cá nó tông à. Ngon lắm. Dạ ột cũng xin phép cả nhà, xin phép cô chú anh chị em, ột tạm dừng video. Dạ thì giờ ột cũng không biết nói gì hơn. Dạ giờ trước khi tạm dừng video, ột cũng xin kính chúc cho cả nhà, kính chúc cho cô chú anh chị có một buổi tối vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc. Dạ giờ ột xin nói lời tạm biệt để hẹn lại video tiếp theo. Dạ cảm ơn. Bye bye cô chú anh chị. Chào cô chú anh chị con. Bye bye cô chú anh chị.